Có một cái sự thật mà đa số các bạn ở Việt Nam không có trải qua hoặc là phụ huynh không có biết đó, là đa số các bạn du học sinh mà đặc biệt là các bạn nữ đó, đi qua Úc này rồi đó, là đa phần đó, là sẽ kết hôn ở lại nhiều hơn là các bạn tự lực cánh sinh. Tự lực cánh sinh nghĩa là các bạn sẽ ở lại bằng con đường định cư tay nghề sau khi các bạn học xong một cái ngành nghề nào đó, ví dụ như ngành kế toán, ngành y tá hoặc ngành IT hoặc là ngành social worker hay là những cái ngành nghề khác. Nếu mình kể cho các bạn một câu chuyện, ngày xưa khi mình bắt đầu ở Úc khoảng 15 năm trước, mình học ở trường William English, lúc đó trong lớp học khoảng chừng đâu đó là khoảng 20-30% là nam thôi, còn lại có 70-80% là nữ, tùy theo lớp nha. Tại khi học cao đẳng ở bên này á hoặc là đại học là bạn cứ học theo môn thôi à, chứ không phải nhiều khi năm nhất năm hai là học chung, nhưng mà tới năm ba là các bạn học theo môn thôi. Sau khi mà tốt nghiệp xong á, mình ra trường rồi mình để ý mình thấy mình thì tự học tiếng Anh, tự định cư theo tay nghề, còn các bạn khác thì mình nhìn qua nhìn lại á, có nhiều bạn học khá lắm, có nhiều bạn học còn giỏi hơn mình, mấy bạn nữ, nhưng mà khi ra trường á có bạn thì chỉ ngành khác để học được ở lại, nhưng mà chính các bạn đó lúc đầu thì học hospitality management, sau khi tốt nghiệp rồi thì bạn đó chuyển qua học y tá, thì bạn này cũng dư sức ở lại, nhưng mà cuối cùng các bạn học y tá đó, bạn này tên là T, mình không nói tên, mình nói chỉ tên đầu thôi, thì cuối cùng bạn này cũng ở lại bằng việc kết hôn với là người Việt ở trên nước Úc này, cũng quen nhau rồi đi chơi rồi kết hôn ở lại thôi. Đó là trường hợp một bạn ha. Bạn thứ hai thì sau khi tốt nghiệp đại học thì bạn này ra trường, thì bạn này được ở lại 2-3 năm ở nước Úc để mà bạn này làm việc á. Thì trong vòng mấy năm đó thì bạn đó cũng tìm một người rồi người có thường trú rồi kết hôn thôi, tỷ lệ cũng khá là nhiều, đó là kết hôn cho người Việt nha. Còn có một bạn khác cũng tên T luôn, cũng học chung lớp với mình luôn, thì chưa ra trường nữa, mới năm ba đã quen một anh Tây, thì tụi mình học ở trường William English ở Melbourne. Một bạn tên T thì cũng lấy một anh Tây, rồi còn một bạn khác, một chị khác cũng lấy một anh Tây luôn. Các bạn nữ qua đây mà mấy bạn độc thân á thì rất là dễ, tại vì Nam Úc, những người đàn ông ở Úc người ta đa số là người ta thích phụ nữ châu Á. Và sau khi một thời gian thì mình có sinh sống với một cái vợ chồng có một đứa con, thì chị vợ cũng là người Việt, cũng bằng tuổi của mình, chồng cũng là Tây luôn đó các bạn. Thì mình ở gia đình đó mình cũng học được cái anh Tây cũng nhiều nhiều thứ, anh đó cũng nấu ăn rồi lo cho con cái, gia đình có một đứa con trai, lo hết từ A tới Z cho con luôn á, sáng chở nó đi học, nấu đồ ăn cho nó, rồi anh đó cũng đi làm, rồi còn bữa nào anh đó đi hơn làm sớm thì vợ đưa đi học, chiều anh đó đón các bạn. Thì đa số là mấy bạn nữ ở bên này, giống như bạn mấy bạn đi qua đây đi đi học từ khoảng học từ khoảng 3 năm, năm nhất, năm 2, năm 3, mà bạn nào mà để ý đó thì và bạn nào nhanh nhạy á thì sẽ quen với người này quen với người kia, thì có duyên thì quen với mấy anh Tây, thì nó sẽ theo mình nghĩ thì nó sẽ tốt hơn chứ mấy anh Việt Nam, tại vì mấy anh Tây sẽ giúp cho các bạn lo cho con cái các bạn tốt hơn là mấy anh Việt Nam. Mấy anh Việt Nam đa số không có lo cho con đâu. Thì nhờ một thời gian mình ở với lại mấy bạn Tây và mình cho mấy anh mấy người thuê nhà của mình á, ngày xưa mình làm kinh doanh á, thì cái văn hóa của mấy bạn Tây nó cũng nằm ở trong máu của mình. Thì đa số là mình sau này con cái rồi mình cũng tự lo hết à. Tắm cho mấy đứa nhỏ, nấu đồ ăn, rồi chở nó đi học, đón nó, rồi đi chơi với tụi nó, chở nó ra công viên, chở thư viện. Rồi khi nó bệnh cho nó uống thuốc làm sao, chở đi khám bác sĩ, dẫn đi chợ, nói chung là làm được từ A tới Z hết, không cần phải phụ thuộc vào vợ hay là gì hết, tự lo. Khi nào bà xã bận là mình cứ tự xử hết à. Cái hay của việc mà bạn tự do thời gian, tự do tài chính là nó khỏe như vậy á.
bạn làm những việc nào bạn thích, không có phụ thuộc vào bất cứ công ty nào, không phụ thuộc vào bất cứ người nào, khi nào bạn thích mà khỏe như vậy. Thì sắp tới mình sẽ chia sẻ cho các bạn nhiều những cái mà mình đã trải qua và mình làm từng bước một. Rồi các bạn dùng sức chính lao động của các bạn, hai bàn tay của các bạn và trí óc của các bạn, lao động lương thiện chân chính đó, không có lừa đảo ai hết đó các bạn. Đó thì đa số mình thấy bạn bè của mình, trừ cái đợt mà mấy bạn đó làm đám hỏi đám cưới rồi mình cũng đi dự nữa các bạn, thấy rất là, nói chung là đa số bạn bè của mình thì ở lại đây bằng con đường kết hôn à. Thì mình cũng nói nhiều các bạn rồi, trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng thì cũng lấy thôi. Thì thay vì bạn lấy những người du học sinh với nhau thì tại sao bạn không lấy người Úc, người ta đã có thường trú hoặc là quốc tịch rồi. Nhiều người nói ok mình lấy vậy rồi sau này người ta sẽ nói lợi dụng này lợi dụng kia nữa, nhưng mà thực chất khi mà bạn yêu nhau xong rồi sinh con rồi thì cuối cùng cũng phải lo cho con cái rồi, còn yêu đương gì nữa, cũng lo cho mấy đứa nhỏ thôi à. Thì nhiều khi các bạn hỏi đi qua bên Úc này có bao nhiêu con đường để định cư, thì rất nhiều con đường các bạn, nhưng mà các bạn phải xác định rõ ràng coi coi các bạn muốn nhanh hay là muốn chậm, muốn 1 năm hay 2 năm hay 3 năm hay 5 năm 10 năm tùy các bạn thôi. Nhiều bạn giỏi ở đây là 1 2 năm là được công ty bảo lãnh rồi thì bạn cũng đâu cần phải kết hôn gì đâu, công ty bảo lãnh rồi bạn cũng khỏi cần phải đi học lên đại học chỉ học cao đẳng không con đường công ty bảo lãnh rồi. Thì bạn thấy đó, có rất là nhiều con đường. Rồi cái người bạn mình mà mình nói hồi nãy là học y tá đó, rồi cái lúc mà bạn đó tốt nghiệp y tá đó thì có một người chị của bạn này, chị ruột qua đây để làm lễ tốt nghiệp bảo lãnh, chị này đi qua đây đi du lịch 3 tháng, rồi cái chị này là đi du lịch 3 tháng đi vòng vòng chơi, rồi bạn mình cũng dẫn tới nhà người này chơi người kia chơi, rồi cuối cùng chị này quen cái anh đó luôn trong thời điểm và thời gian ở đây 2 tháng, xin visa được 3 tháng nhưng mà ở đây có 2 tháng, rồi cuối cùng ở lại đi du lịch vẫn ở lại được, rồi kết hôn với anh đó luôn, rồi anh đó đi về Việt Nam với chị đó một chuyến rồi sau đó dẫn chị đó qua lại đó các bạn. Rất là nhiều trường hợp kết hôn được ở lại, đa số thì mình thấy là ở trên Úc này á thì hai người với nhau người ta giống như kiểu một tiểu vũ trụ, giống như kiểu từ từ nó sẽ phát sinh tình cảm với nhau thôi à. Có nghĩa là ở với nhau là có tình cảm, cái văn hóa của Tây nó khác. Thì mình hy vọng là các bạn tìm cho các bạn được được cái người nào đó tâm hợp ý đầu để mà kết hôn, để mà sống trọn đời thôi. Nhưng mà làm gì làm thì phải suy nghĩ, tất nhiên mà không khuyến khích các bạn đi tìm người rồi kết hôn, thì cũng có nhiều loại kết hôn lắm các bạn, kết hôn thật và kết hôn hỏng thật nữa. Đó, tình yêu hay mình nói đùa là con đường ở lại bằng con đường tình yêu đó. Tùy các bạn thôi, người ta thương thì đến với nhau thôi các bạn, đó là chuyện bình thường. Cái đó là một đường nhanh mà các bạn hiểu được là, thì các bạn học thì tất nhiên nó cũng được rồi, bạn nào có khả năng thì học thì nó dễ thôi, còn bạn nào không có khả năng cứ học hoài rồi cứ bám tới bám lui cuối cùng nó cũng chẳng được kết quả nào hết. Rồi nếu bạn muốn biết được cái khả năng của mình phải biết tự lượng sức mình, bạn không có khả năng ngoại ngữ mà kêu bạn học 79 là làm gì có chuyện đó xảy ra. Rồi kêu bạn học 65 PTE cực quá vậy đó. Bạn nào thật sự có khả năng thì hãy học, thấy cái chuyện đó nó dễ thì các bạn làm, còn thôi bạn tập trung như những cái bạn giỏi. Dù bạn nào rất là lanh bán hàng hay là lanh đầu tư hay là lanh về tiền bạc, giỏi về tiền bạc thì nó cần mấy cái đó đâu. Nhiều bạn mình thấy giống như mình có mấy người bạn mà đi làm giống như hai người là cũng là du học sinh quen nhau, nhưng mà mấy đứa nó biết là bé đó nó có khả năng nó thi tiếng Anh, rồi có nhiều đứa nó trải qua thi tiếng Anh hoài không được, rồi gia đình cũng không có yêu đương gì nữa, rồi cũng đổ vỡ nữa đó. Cứ cứ kết hợp với nhau rồi cuối cùng không đi đến đâu á. Vậy thà các bạn yêu thương người nào đó thì người ta có quốc tịch, như bạn nói là này lợi dụng nhau rồi này đó. Thật sự lợi dụng hay không thì mình không biết, nhưng mà nói gì thì nói, để cho cuộc sống của bạn phía trước nó khỏe hơn. Nếu như bạn thấy có một cái, nếu mà có sự lựa chọn thì bạn sẽ lựa chọn cái bến nào đó đúng không, bến nào đó tốt cho các bạn hơn, bến nào đó chắc chắn cho các bạn hơn, và đặc biệt là những bạn nữ đúng không. Có nhiều bạn mình biết qua bên này bạn nam á, nữ thì chắc chắn là được nhiều sự lựa chọn rồi, và đặc biệt phụ nữ Việt Nam người cũng dễ thương rồi gọn gàng rồi này nọ thì thấy thích là chuyện bình thường rồi. Còn có mấy bạn đàn ông qua đây cũng vậy nữa, cũng nói chung là cũng muốn ở lại,
rồi cũng yêu người này yêu người kia rồi này nọ, thì nói chung là cũng nói chung là sao ta, nói chung là các bạn nó cũng giống như kiểu cũng chẳng mình biết là mấy bạn nó cũng chẳng yêu các bạn nữ đó đâu, chỉ có lợi dụng nhau thôi đó, thì để được ở lại thôi. Bạn nữ đó cũng muốn kết hôn rồi muốn có con này, nhưng bạn nam tuyệt đối không có con. Và mình biết trước sau tụi nó cũng chia tay rồi, đúng 2 năm sau khi có thường trú rồi là bạn đó chia tay liền, rồi về Việt Nam cưới người khác liền ngay lập tức luôn đó. Đó nên trên đời này có rất là nhiều loại người các bạn, nhưng mà bởi vì mình nói tốt nhất là bạn nên quen với, khỏi quen với Việt Nam là tốt nhất, quen với Tây coi như xong. Ba mẹ bạn cũng chẳng biết về quá khứ của người này và gia đình bạn cũng khỏi biết rồi, ok vậy là xong, khỏi phải nhức đầu. Theo mình là vậy đó, đó Tây đó giỏi nói chuyện đi đó là xong thôi. Các bạn phải hiểu được bản thân các bạn trước, rồi sau đó bạn mới nghĩ tới chuyện có thích ở nước Úc hay không, và bạn phải thật lòng với chính bản thân bạn, chứ bạn còn dối lòng với chính bản thân các bạn nữa thì còn làm được cái gì nữa. Bạn phải xác định rõ ràng có học được hay không, xác định được học là cái học chuyên môn được không, học đại học được không, học cao đẳng được không, học thạc sĩ được không, không được thì thôi, rồi tiếp tục xác định tiếp học tiếng Anh được không, không học được thì thôi, rồi đó xác định luôn. Nói các bạn có một cái anh người Úc trắng luôn nha, đi với mình đi về Việt Nam mấy lần, đi chơi với mình xong rồi bây giờ thích ở luôn ở Việt Nam á, rồi sau đó cưới vợ người Việt Nam bình thường các bạn. Cái chị đó đâu có tốn đồng cắt nào đâu, đi lấy vợ lấy chồng Úc rồi ít bữa nữa đi qua đây, rồi có người mình biết có quốc tịch Úc rồi, bạn bè mình có quốc tịch Úc thiếu gì, mấy trăm người cả ngàn người cũng có, chưa tính người Úc đó nha, nó là người Việt Nam có quốc tịch đó, xong đâu có chịu ở Úc đâu, cái Việt Nam làm ăn kinh doanh rất nhiều luôn. Thì đó họ có con có cái ở Việt Nam là con họ tự nhiên là có quốc tịch Úc thôi, và họ cũng muốn giáo dục cho mấy đứa nhỏ ở Việt Nam à. Thì ở Việt Nam người ta kiếm tiền được các bạn, nó tùy thôi, các bạn muốn về Việt Nam các bạn làm thì các bạn phải sống trong một cái đất nước vậy, thì các bạn phải chấp nhận cái người nào lãnh đạo đất nước, các bạn phải chấp nhận điều đó. Còn bạn nào thích sống ở Úc, bạn muốn ở Úc để được cái gì, thì nói chung ở đâu nó cũng có cái giá của nó đó, và các bạn phải xác định được các bạn muốn gì. Chứ bạn thử nghĩ đi, tốn tiền của ba mẹ rồi học hành ra tốn quá trời tiền học, cuối cùng bạn đâu có để làm đâu, về có vợ có chồng rồi xong rồi nuôi con đẻ con ra xong rồi đưa con đi học hết, ngồi ở nhà lủi thủi làm việc nội trợ đi học chi cho uổng tiền vậy, uổng công vậy, đúng không? Xác định đi qua đây rõ ràng, xác định đi qua đây kiếm chồng kiếm người yêu rồi gì đó thì ở lại thì lo làm cho xong rồi, cứ coi sao làm vậy thôi à. Thực dụng một chút xíu mà đời bạn nó bớt khổ, đỡ tốn tiền gia đình, chứ ngồi đó cố đấm ăn xôi hết bằng này tới bằng kia cuối cùng cũng chẳng được cái gì hết. Thực dụng nó thật sự là nó cũng không quá không tốt, nhưng mà nói chung là bạn thẳng thắn với bản thân các bạn để làm sao cho cuộc đời của bạn nó bớt khổ, bớt một con người khổ là được rồi. Rồi thôi, video đến đây kết thúc. Mình mong là các bạn hãy xác định rõ ràng ban đầu ha, nếu đi qua đây để làm việc, những visa làm việc thì các bạn lo cố gắng các bạn đi làm việc nhá. Còn đi học thì phải đúng đi học, trong thời gian rảnh thì đi tìm người này tìm người kia cũng đâu có ai cản các bạn đâu, đúng không? Mà các bạn muốn tìm được thì bạn vào những cái hội, rồi các bạn phải đi chơi, rồi người này giới thiệu người kia rồi nữa, các bạn muốn kiếm người yêu rồi này nọ, bạn kiếm đâu ở trong trong mấy cái sàn nhảy rồi mấy cái quán nhậu thì đó cũng hơi mệt. Nói chung kiếm cái chỗ nào mà người ta làm ăn đàng hoàng vô đó là kiếm thì sẽ ra được ý hợp tâm đầu thôi. Vì thuật toán YouTube rất là thích những cái video có nhiều tương tác, nên bà con giúp Tâm bấm nút like, share, comment những cái suy nghĩ của mọi người dưới phần bình luận để video đến được với nhiều người hơn. Cảm ơn tất cả mọi người.